Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 4 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Dịch cúm Vũ Hán, tại sao Việt Nam thiếu ngân sách để hỗ trợ người dân. Ngày 1 tháng 4 năm 2020, Việt Nam bắt đầu thực hiện cách ly toàn xã hội. Mọi hoạt động kinh tế sẽ bị đình trệ. Những người bị ảnh hưởng đầu tiên là tầng lớp lao động, trung lưu và kinh doanh nhỏ lẻ, vốn đóng vai trò xương sống của nền kinh tế Việt Nam. Có những chia sẻ như sau. Anh ơi, em chết đói thì có được tính là chết vì dịch không? Đây là một người thợ cắt tóc, quen, buồn, đã đặt câu hỏi như vậy với tờ Thời báo. Và câu hỏi của người thợ này đã được hầu hết những người khác trăn trở và là yêu cầu chung của hàng chục triệu người Việt Nam hiện nay đang rất khó khăn trong nước. Đây là hình ảnh sau lệnh cách ly xã hội. Một số nơi ở Quảng Ninh đã đổ đất chặn đường đi lại của người dân như vậy. Để trả lời câu hỏi ấy một cách đầy đủ là điều không hề dễ dàng. Dĩ nhiên, nếu tạm dừng mọi hoạt động kinh doanh trong vòng từ 1 đến 2 tuần, thì chưa đến mức người dân phải chết đói. Nhưng dịch bệnh có khả năng sẽ còn kéo dài và cả nền kinh tế đang chịu chung một số phận rất bấp bênh. Khi chưa biết đến khi nào khủng hoảng mới chấm dứt, vấn đề chính sách công một lần nữa lại được quan tâm và đem ra mổ xẻ, so sánh. Đối với nhiều người Việt, họ chỉ biết một cách rất mơ hồ những khái niệm kinh tế vĩ mô và bàn luận về chính sách. Chính phủ thậm chí còn bị là vùng cấm ở nhiều điều họ không được phép nói ra và chia sẻ trên mạng xã hội. Thế nhưng, một cách mộc mạc đơn giản thì câu hỏi của người thợ hớt tóc là bật lên vấn đề cấp bách là chính phủ Việt Nam có chính sách gì để hỗ trợ những người dân vượt qua giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh. Nhìn vào những khoản trợ cấp, xã hội và cứu nguy kinh tế của các nước tiên tiến tung ra để hỗ trợ người dân nước mình, đặc biệt là người thất nghiệp, người Việt Nam có suy nghĩ gì về điều này? Thủ tướng Úc Scott Morrison đã quyết định tăng gấp đôi trợ cấp thất nghiệp cho công dân Úc trong 6 tháng, những người mà theo ông sẽ phải chịu những hậu quả kinh tế đầu tiên vì cúm Vũ Hán. Ông tuyên bố, chúng tôi sẽ hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất trước các tác động của khủng hoảng. Và chỉ tính riêng gói hỗ trợ này đã có giá trị lên tới 14 tỷ đô la. Đây là hình ảnh bà Đoàn Thùy Dương, 46 tuổi, ở Bình Dương, người bên trái, đã tự nguyện miễn tiền nhà 2 tháng liên tiếp cho 400 người lao động đang ở 80 phòng thuộc hai dãy nhà trọ của mình. Đến ngày 31 tháng 3, bà lại vừa trao 300 phần quà cho những người khó khăn, khiến họ đã bật khóc. Đây là hình ảnh của những người dân tự giúp người dân. Chính phủ Pháp đã huy động hơn 300 tỷ euro để hỗ trợ thanh khoản cho các công ty bị ảnh hưởng bởi tác động kinh tế từ sự bùng phát của cúm Vũ Hán. Pháp cứu nguy cho các doanh nghiệp và người lao động bằng 3 chương trình tài chính riêng biệt, trong đó có 2 chương trình cho phép ngân hàng đầu tư công cấp bảo lãnh chính phủ cho các khoản vay thương mại và tín dụng. Chương trình còn lại là viện trợ trực tiếp cho các công ty khi cho phép ngân hàng nhanh chóng cung cấp nguồn tiền cho bất kỳ đơn vị nào cần. Chính phủ Anh tung ra 330 tỷ bảng Anh để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và người thu nhập trung bình. Theo đó, khoản tiền gần 400 tỷ đô la, tức là bằng 15% GDP của Anh, sẽ bao gồm nhiều khoản cho vay để giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ không bị suy sụp vì mất khách hàng và nợ ngân hàng. Bất kỳ doanh nghiệp nào cần tiếp cận với số tiền này sẽ có thể nhận được khoản vay được chính phủ hỗ trợ theo các điều khoản ưu đãi thông qua ngân hàng Anh Quốc. Ở Đức, gói hỗ trợ trị giá tới 600 tỷ đô la và sẽ còn tiếp tục tăng nữa nếu cần, cũng lập tức được đưa ra để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp ở đây. Những doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam đã nhận được hàng chục ngàn euro và còn hơn thế nữa từ gói hỗ trợ của chính phủ Đức này. Ở khu vực châu Á, Nhật Bản đã bơm 14,2 tỷ đô la vào thị trường, trong một động thái được đánh giá là táo bạo chưa từng có tiền lệ, nhằm kích thích tài chính quy mô lớn. Và Singapore cũng tung ra những gói cứu trợ kinh tế khẩn cấp với tổng giá trị khoảng 38 tỷ đô la, chiếm đến 11% GDP của nước này. Đây là hình ảnh người dân ở thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng những phần quà giúp đỡ những người khó khăn mùa dịch cúm Vũ Hán. Ở tấm bảng đã ghi câu nói, nếu khó khăn bạn cứ lấy một phần, nếu ổn xin nhường cho người khác. Và đây lại một lần nữa hình ảnh của những người dân tự giúp những người dân.
gần sát Việt Nam thôi, đất nước mà trong tâm thức nhiều người Việt Nam vẫn có một độ phát triển tương đồng hoặc không quá vượt trội so với Việt Nam, đó là Indonesia, cũng đã công bố gói kích cầu, gói kích thích đầu tiên trị giá 120.000 tỷ rupee, tức là tương đương 8,1 tỷ đô la. Những công nhân sản xuất với thu nhập ít hơn 13.000 đô la một năm sẽ được hưởng chính sách giảm thuế mới. Dĩ nhiên, việc so sánh chính sách của các nước phát triển với Việt Nam là khập khiễng vì quy mô nền kinh tế và sự phát triển khác nhau. Nhưng tại sao người Việt phải đói nghèo? Đây là một câu hỏi được đặt ra. Nguyên nhân đầu tiên đến từ sự độc quyền và thua lỗ của các tập đoàn nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, dẫn đến kìm hãm sự phát triển của tư nhân và gây bất ổn cho xã hội. Từ lúc mở cửa thị trường vào năm 1992, các số liệu về phát triển của Việt Nam chủ yếu được tô hồng thông qua tăng trưởng GDP. Tuy nhiên, GDP không phản ánh được chất lượng, tài sản và dịch vụ được tạo ra. Nó cũng không nói lên được sự hiệu quả của việc gia tăng phúc lợi toàn dân. Và sự công nghiệp hóa và mở rộng cửa của nhà nước, đáng buồn thay, lại là cơ hội để một bộ phận rất lớn, lãnh đạo biến chất, thông qua các tập đoàn nhà nước làm giàu cho bản thân bằng cách bán tài nguyên và khoáng sản của Việt Nam đến các nước phát triển hơn. Và thông qua đây, những đảng viên Đảng Cộng sản này tại Việt Nam đã tham nhũng được một số tiền rất lớn. Đây là hình ảnh giữa mùa dịch. Báo chí Việt Nam đã đưa tin về căn biệt thự khủng của đảng viên Hồ Phước Thành là giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Gia Lai tại khu đất ở phường Thắng Lợi, rộng hàng nghìn mét vuông, đang được thiết kế rất tỉ mỉ từ phần cổng đến phần nội thất. Theo Kiểm toán Nhà nước vào năm 2018, lỗ lũy kế tính đến hết năm 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí là 3.377 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Hóa dầu và sợi khí vốn dầu khí âm vốn là 1.780 tỷ đồng. Và Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất âm vốn đến 1.159 tỷ đồng. Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn đầu tư vào 8 công ty liên doanh liên kết và đầu tư dài hạn khác, lỗ lũy kế là 315 tỷ đồng. Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước cũng đầu tư vào 7 công ty, lỗ lũy kế là 105 tỷ đồng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam nợ 547 tỷ đồng. Khi quy về công ty mẹ, có những tập đoàn ôm khoản nợ khó đòi hàng chục nghìn tỷ đồng như PVN lên đến 11.368 tỷ đồng. Tập đoàn này còn mất không 773 triệu đô la cho 24 dự án ở nước ngoài. Những tập đoàn nhà nước được ví như tay chân của nền kinh tế, được hưởng nhiều chính sách ưu đãi và tiếp cận được nguồn tín dụng rất lớn. Tuy nhiên, nhóm này liên tục làm ăn thất thoát, khai báo lỗ và phí phạm nguồn lực của xã hội. Như vậy, ngay từ đầu vào của ngân sách đã không hề đảm bảo. Nguyên nhân thứ hai khiến ngân sách cạn kiệt là do để xảy ra tình trạng bòn rút ngân sách và đầu tư công không hiệu quả. Và từ giai đoạn năm 2013 cho đến 2019, nếu như thu ngân sách tăng thêm 572.000 tỷ đồng, thì chi ngân sách lại tăng những 600 tỷ đồng, tổng cộng đạt hơn 1,66 triệu tỷ đồng. Đây là hình ảnh đường sắt Cát Linh do Trung Quốc thi công, đã chậm tiến độ nhiều lần và chưa biết đến khi nào vận hành, nhưng đã thanh toán tới 509 trên tổng số 644 triệu đô la, tương ứng với 79% tổng giá trị hợp đồng đã trả cho phía Trung Quốc. Điều này có nghĩa là tuy tăng thu nhưng tốc độ tăng chi còn cao hơn. Nếu tính riêng vào năm 2019 thì thu không đủ bù chi, thâm hụt ngân sách quốc gia là 222.000 tỷ đồng, chiếm 3,6% GDP của Việt Nam. Năm 2018 cũng đã thâm hụt ngân sách 204.000 tỷ đồng, chiếm 3,7 GDP và dự kiến năm 2020 sẽ vẫn tiếp tục thâm hụt khoảng 234.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, với tình hình khủng hoảng hiện nay thì thâm hụt sẽ còn cao hơn rất nhiều. Trong khi đó, các đại dự án có giá trị hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn tỷ đồng liên tục bị thất bại, không tạo được phúc lợi xã hội mà còn gây ra nhiều hệ lụy cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước. Ở ngành giao thông vận tải, đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và đường sắt Cát Linh Hà Đông vẫn còn đang đắp chiếu, chưa biết chính xác khi nào mới có thể đưa vào hoạt động. Nếu như tuyến metro số 1 rời ngày hoạt động dự kiến đến cuối năm 2021, thì tuyến metro số 2 phải rời đến tận năm 2026, mà đại diện ban quản lý dự án vẫn chưa phải thừa nhận rằng tiến độ của dự án rất khó đảm bảo. Cát Linh Hà Đông còn thê thảm hơn khi chưa đưa vào sử dụng đã xuống cấp trầm trọng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh như sau: tiếp tục cuộc chiến đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực với tinh thần cương quyết kiên trì. Nhưng khi Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang vận hành cơ chế độc đảng dẫn đến độc tài và độc quyền, thì đây là một cái ổ sinh ra tham nhũng để tiếp tục ăn của dân không từ một thứ gì. Và ở ngành công thương, các đại dự án thua lỗ nổi bật là nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc từ năm 2016 cho đến năm 2019 đã lỗ khoảng 2.700 tỷ đồng. Nhà máy sản xuất đạm Ninh Bình chỉ tính đến hết năm 2018, lỗ lũy kế đã gần 5.000 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của nhà nước đã âm 2.600 tỷ đồng. Hàng loạt dự án khác đã phải đình trệ, tranh chấp hợp đồng và ngưng sản xuất. Đây là hình ảnh của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào hôm 2 tháng 4 năm 2020. Với vai trò chủ tịch nước đã đứng lên kêu gọi những người khỏe mạnh, đủ tiêu chuẩn, sẵn sàng tham gia hiến máu giữa lúc đại dịch cúm Vũ Hán đang hoành hành. Cả hai nguyên nhân dẫn đến cạn kiệt ngân sách ở Việt Nam đều có mẫu số chung là cơ chế quản lý yếu kém. Ở Việt Nam xuất hiện sự vun vén của cải bằng các tổn thất của xã hội qua nhóm lợi ích và vốn chiếm độc quyền và hưởng nhiều đặc lợi trong mọi lĩnh vực mà họ tham gia. Nguồn vốn vay cũng chỉ có thể được tiếp cận một cách sâu rộng nhất bởi những nhóm quyền lực chứ không phải tầng lớp lao động. Những nhóm có đặc quyền sử dụng khả năng tiếp cận tín dụng lớn của họ mà kiểm soát các nền kinh tế thông qua những ngành nghề khác nhau. Trong khung pháp lý hiện tại, cho dù chính phủ Việt Nam có muốn tung ra gói trợ cấp cho người nghèo thì cũng khó mà đến tay họ. Điều này đã xảy ra vào năm 2015 ở gói tín dụng hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng. Dịch bệnh lần này đã làm phơi bày những mặt tối trong mô hình vận hành xã hội cũng như là nổi bật sự thật rằng đất nước đang rất thiếu nội lực. Cho dù Bộ Y tế đã có những nỗ lực lớn trong công tác chống dịch, sự cố gắng đó là không đủ để bù lại những hạn chế về tiềm lực quốc gia. Điều chỉ được vun vén một cách bài bản qua hàng chục năm phát triển của cả đất nước mà thôi. Và 30 năm qua đã mở cửa, những người lãnh đạo Việt Nam lại đứng trước bài toán đặt ra ở thời bao cấp, đổi mới hay là chết, dịch bệnh rồi sẽ qua đi. Điều quan trọng là Việt Nam có đủ dũng cảm để nhìn nhận và khắc phục những điểm yếu của đất nước và trong hay không. Và Việt Nam rồi vẫn tiếp tục đói nghèo hay thay đổi thể chế để thịnh vượng hơn trong thời gian tới. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 4 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.